Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đến với lại bài tập tiếp theo, đó là phần bài tập số trang 21. Bài yêu cầu chúng ta đó là nhận biết hình tròn, hình tam giác, hình vuông và hình chữ nhật. Rồi. Yêu cầu của bài đưa ra đó là bạn hãy nói xem tranh vẽ gì. Tô màu đỏ cho hình tròn, tô màu xanh cho hình vuông, tô màu vàng cho hình tam giác và tô màu tím cho hình chữ nhật. Đếm xem có bao nhiêu hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật. Ghi kết quả bằng chấm tròn tương ứng với số hình đã đếm vào ô vuông bên cạnh. Bắt đầu làm thôi. Rồi, với câu hỏi đầu tiên, bức tranh vẽ gì đây các bạn ơi? Các bạn thấy bức tranh vẽ gì nhỉ? Mình thấy bức tranh này đang vẽ một cái con vật giống như là một con chim, đúng không? Một con chim đà điểu, đúng không nào? Rất là cao, đôi chân rất là dài và cơ thể thì cũng rất là to lớn đấy các bạn ạ. Tuy nhiên rằng bức tranh đã được cấu hình hóa đi bằng những cái hình mà chúng ta đã học về hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật, đúng không nào? Bài tập ý tiếp theo đó là tô màu đỏ cho hình tròn. Rồi, con vật này được vẽ bằng những cái hình học mà chúng ta đã học, có hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, đúng không nào? Bây giờ nhiệm vụ của chúng mình sẽ là phải tô màu, đúng không? Hình tròn cho màu đỏ cho những cái hình tròn nhá. Mình tô hình tròn, đây mình thấy có hình tròn này. Hình tròn này. Theo là tô màu xanh cho hình vuông, màu xanh nước biển ạ, hình vuông. Hết rồi, tô màu vàng cho hình tam giác. Hình tam giác đúng không nào? Và cũng không được tô màu tím cho hình chữ nhật các bạn nhé. Vậy là mình đã hoàn thiện xong được 1/2 bài tập ngày hôm nay rồi. Phần còn lại chúng ta sẽ cùng nhau đón xem trong video ngày mai nhé.